Tiểu sử Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn. 1. Thân thế và tu tập. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sinh ngày 2 tháng 1 năm 1952 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo phận Xuân Lộc trong một gia đình có 6 người con. Gia đình quen gọi ngài là cậu Năm. Từ thời thơ ấu, gia đình đã có mong muốn người con trai út Nguyễn Hồng Sơn đi theo con đường tu trì và trở thành linh mục. Ngoài giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn theo con đường tu trì, trong gia đình ngài còn có một người chị ruột là nữ tu Elizabeth Kim Ngọc, thuộc dòng Thánh Phaolô Sài Gòn. Các thành viên trong gia đình nhận định khi còn nhỏ, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đạo đức, lễ phép, thường xuyên tham gia các sinh hoạt như đọc kinh và tham dự thánh lễ công giáo và là một cậu bé có sở thích là bóng đá. Gia đình giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn hiện sinh sống tại khu vực giáo xứ Biên Hòa, giáo hạt Văn Hải. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn theo học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn từ năm 1963 đến 1971. Tại chủng viện này, thời ấu thơ, ngài trở nên nổi bật trong số các chủng sinh vì tính ham học và có thành tích học tập tốt, nằm trong nhóm đứng đầu cả về hạnh kiểm cũng như các môn học. Khóa tiểu chủng sinh năm 1963 mà chủng sinh Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn theo học ban đầu có 103 chủng sinh, tuy vậy chỉ 6 được truyền chức linh mục. Sau khi hoàn tất chương trình tiểu chủng viện, Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục con đường tu trì bằng việc tu học tại Giáo Hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt trong giai đoạn từ năm 1971 đến năm 1977. Rời Giáo Hoàng Học viện, chủng sinh Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn được cử đến phụ giúp công việc mục vụ tại Giáo xứ Mỹ Hội, Văn Hải, Giáo phận Xuân Lộc trong khoảng thời gian 3 năm, từ năm 1977 đến năm 1980. 2. Con đường làm linh mục. Phó tế Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn được thụ phong linh mục ngày 31 tháng 12 năm 1980, là linh mục thuộc linh mục đoàn giáo phận Xuân Lộc. Sau khi được thụ phong, linh mục Nguyễn Hồng Sơn được bổ nhiệm kiêm nhiệm các vai trò linh mục chính xứ giáo xứ Bình Sơn, linh mục quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường và Suối Quýt thuộc giáo phận Xuân Lộc. Giáo xứ Bình Sơn được trao cho tân linh mục là một giáo xứ thuộc vùng kinh tế mới, với số giáo dân là những người di dân khó khăn và thiếu thốn. Trong thời gian quản nhiệm, linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tham gia các sinh hoạt cùng người dân như đào đất, vớt gỗ từ suối và đãi cát để tái xây dựng nhà thờ. Trong hoàn cảnh thiếu lương thực và các vật phẩm, công cụ lao động, với tính cách ưa hỗ trợ và san sẻ, vị linh mục chính xứ đã gây dựng được tình cảm của giáo dân trong các giáo họ mà linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kiêm nhiệm. Giáo họ xa nhất cách nhà thờ Bình Sơn khoảng 16 km và linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cần 2 giờ đi trên đoạn đường không bằng phẳng và sình lầy để đến cử hành thánh lễ công giáo. Trong các ngày Chúa Nhật, ngài cử hành từ 3 đến 4 thánh lễ công giáo tại nhiều địa điểm khác nhau. Sau 10 năm đảm nhiệm chức linh mục chính xứ Bình Sơn cũng như quản nhiệm các giáo điểm, năm 1991, linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn được điều chuyển mục vụ. Cụ thể, ngài được bổ nhiệm giữ chức linh mục chính xứ giáo xứ Phước Lễ thuộc giáo hạt Phước Lễ, giáo phận Xuân Lộc và đảm nhận vai trò này trong 10 năm đến năm 2001. Song song với vai trò trên, ngài kiêm nhiệm chức linh mục quản hạt Bà Rịa trong giai đoạn năm 1994 đến năm 2001. Về công việc quản lý giáo xứ, linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn duy trì các sinh hoạt mục vụ từ thời vị tiền nhiệm. Trong các dịp tĩnh tâm, ngài cho mời linh mục nhiều nơi về chủ sự. Giáo xứ Phước Lễ ngày nay chính là giáo xứ chánh tòa Bà Rịa. Sau 20 năm quản nhiệm các giáo xứ, linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn được cử đi du học tại Học viện Công giáo Paris,
Pháp từ năm 2001 đến năm 2005 và tốt nghiệp với học vị cao học thần học tín lý. Với quyết định thành lập giáo phận Bà Rịa, tách ra từ giáo phận Xuân Lộc, Linh Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trở thành linh mục thuộc giáo phận Bà Rịa. Sau khoảng thời gian du học tại Pháp, năm 2006, linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn hồi hương và được bổ nhiệm giữ chức giám đốc tiểu chủng viện Thánh Thomas Bà Rịa. Ngoài chức vụ trên, ngài còn kiêm nhiệm nhiều vai trò khác, phụ trách thường huấn linh mục, giám đốc chủng sinh, tổng thư ký hội đồng linh mục giáo phận Bà Rịa từ năm 2009 đến 2011. Từ năm 2011, linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đảm nhận vai trò linh mục tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. Ngài cũng là thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 3. Con đường làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm linh mục tổng đại diện Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa, với quyền kế vị giám mục Thomas Nguyễn Văn Trầm. Với cương vị này, tân giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn sẽ thay thế giám mục Thomas Nguyễn Văn Trầm khi ông về hưu, thuyên chuyển hoặc qua đời. Tân giám mục sẽ hỗ trợ quản lý giáo phận non trẻ nhất Việt Nam với số tín hữu ước tính là trên 250.000. Tính đến năm 2016, giáo phận Bà Rịa có 254.000 giáo dân, đứng thứ 5 về số lượng giáo dân tại Việt Nam và có 84 giáo xứ, 107 linh mục triều, 350 linh mục dòng và 515 tu sĩ. Khi được hỏi về cảm nghĩ khi được chọn làm giám mục phó giáo phận Bà Rịa, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cho biết rằng với cách nhìn thương xót và chọn lựa, việc chọn ngài vào hàng ngũ giám mục là một quyết định của lòng thương xót. Giám mục tân cử cho biết ngài an tâm vì cho rằng khi Chúa đã thương thì người sẽ thương đến cùng. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn nhận trả lời phỏng vấn với báo Công giáo và Dân tộc sau khi tin bổ nhiệm được công bố. Khi được nhắc đến các kinh nghiệm mục vụ sẽ hỗ trợ ngài trong vai trò giám mục, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cho rằng các vai trò ngài từng đảm trách trong thời kỳ linh mục đã giúp ngài tích lũy kinh nghiệm mục vụ. Nhưng nói về tương lai, ngài xin vâng theo Chúa Thánh Thần. Đưa ra nhận định cá nhân, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cho rằng ngài quan tâm đến việc đào tạo chủng sinh để trở thành các linh mục theo ý Thiên Chúa. Các tu sĩ sống trọn vẹn lời khấn hứa và giáo dân sống cách phong phú, dồi dào trong đời sống tâm linh. Trong cuộc phỏng vấn với Ban truyền thông giáo phận Bà Rịa được đăng tải ngày 7 tháng 12 năm 2015, giám mục tân cử loan tin lễ tấn phong giám mục cho ngài sẽ được cử hành vào ngày 20 tháng 1 năm 2016 tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa. 4. Ý nghĩa và biểu tượng huy hiệu giám mục. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chọn khẩu hiệu giám mục là Vâng nghe Thánh Thần. Trong cuộc phỏng vấn với báo Công giáo và Dân tộc, khi được đề nghị cho biết về khẩu hiệu cũng như giải nghĩa huy hiệu giám mục, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cho biết. Giám mục Nguyễn Hồng Sơn nhận định thay vì sử dụng cụm từ khẩu hiệu giám mục, có thể xem khẩu hiệu ngài sử dụng là một phương châm sống. Ngài cho biết câu khẩu hiệu mình sử dụng tuy không phải là một câu trích trực tiếp từ Thánh Kinh, nhưng được sử dụng nhiều lần trong các văn kiện và bài giảng hoặc huấn dụ của Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Giáo hoàng Biển Đức XVI và Giáo hoàng Francisco đương nhiệm. Các thượng hội đồng giám mục cũng thường nhắc đến. Ý nghĩa đầy đủ của khẩu hiệu là ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần. 5. Lễ tấn phong và các sự kiện liên quan. Với mong muốn lễ tấn phong được tổ chức đơn giản, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn khước từ những vật dụng được người chị là nữ tu hỗ trợ, yêu cầu không được phân phát hình ảnh của mình, từ chối hình thức tổ chức lễ cách long trọng và hoành tráng. Ngày 20 tháng 12 năm 2015, giám mục Nguyễn Văn Trâm ấn ký các thiệp mời các linh mục, tu sĩ, giáo sĩ và giáo dân tham gia lễ tấn phong giám mục phó tân cử Nguyễn Hồng Sơn.
Thiệp mời này loan tin chính thức lễ truyền chức tân giám mục được cử hành sáng ngày 20 tháng 1 năm 2016 tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Nghi thức tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành của tân giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn được cử hành chiều ngày 19 tháng 1 năm 2016 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dầu. Các nhân chứng trong nghi thức này gồm đại diện không thường trú tòa thánh tại Việt Nam Leopoldo Girelli, giám mục Tô Ma Nguyễn Văn Trâm và nguyên giám mục giáo phận Phú Cường Phêrô Trần Đình Tứ. Lễ tấn phong giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn được cử hành vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2016. Đồng tế trong lễ tấn phong, ngoài 4 tổng giám mục, đại diện tòa thánh không thường trú, từ các tổng giáo phận Hà Nội, Huế và Sài Gòn, còn có khoảng 30 giám mục, 600 linh mục, khoảng 6.000 chủng sinh, giáo dân và thân nhân tân giám mục đã tham dự lễ truyền chức, theo ước tính của phóng viên báo Công giáo và Dân tộc. Theo ước tính của giáo phận Bà Rịa, tổng số người tham dự lễ khoảng 10.704 giáo sĩ Công giáo đồng tế lễ tấn phong. Giám mục chủ phong là giám mục Tô Ma Nguyễn Văn Trâm và hai vị phụ phong gồm giám mục giáo phận Thanh Hóa Du Xe Nguyễn Chí Linh và giám mục giáo phận Cần Thơ Sơ Tê Phao Nô Chi Biểu Thiên. Sau lễ tấn phong, tân giám mục cử hành các lễ tạ ơn tại các giáo xứ Văn Hải, Mỹ Hội. Ngài khước từ những lời đề nghị tổ chức long trọng các lễ tạ ơn này. Giám mục tân chức cử hành lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa vào sáng ngày 24 tháng 1 năm 2016, đồng tế cùng 3 linh mục khác và khoảng 1.000 giáo hữu tham dự. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, Giáo hoàng Francisco tiếp kiến các giám mục thuộc sứ truyền giáo. Trong bối cảnh các giám mục đang tham gia khóa bồi dưỡng do Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican tổ chức, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn là một trong 6 giám mục Việt Nam tham gia các sự kiện này. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, nhiệm kỳ 2016-2019. Sau khi được các giám mục bầu chọn tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần 8 tổ chức đầu tháng 10 năm 2016. 6. Con đường làm giám mục chính tòa Bà Rịa. Ngày 6 tháng 5 năm 2017, Tòa Thánh chính thức cho giám mục chính tòa giáo phận Bà Rịa Tô Ma Nguyễn Văn Trâm nghỉ hưu. Giám mục phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kế vị làm giám mục chính tòa thứ hai của giáo phận này. Việc này được công bố vào thánh lễ sáng, đồng thời cũng là lễ kỷ niệm 25 năm giám mục của giám mục Tô Ma Nguyễn Văn Trâm. Tin tức bổ nhiệm do Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh Leopoldo Girelli công bố. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tuyên bố ngài sẽ kế thừa, phát triển những việc giám mục tiền nhiệm đã xây dựng. Sáng ngày hôm sau, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cử hành lễ khởi đầu sứ vụ. Đồng tế có 2 linh mục chánh và phó sứ chính tòa Bà Rịa. Ngày 14 tháng 6 năm 2017, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ra quyết định định chọn linh mục Du Xe Võ Công Tiến, chánh sứ Hòa Thuận, giáo hạt Xuyên Mộc làm tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. Trong khuôn khổ kỳ họp thường niên lần 2 năm 2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam kéo dài từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, với vai trò Chủ tịch Ủy ban Phụng tự, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trình bày đề tài tự sắc Magnum Principium nói về vấn đề dịch thuật các văn bản phụng vụ và chất lượng rượu, bánh lễ. Ngày 21 tháng 10, Ngài tham dự và đồng tế lễ bế mạc Đại hội Toàn quốc mừng 50 năm phong trào Cơ Si Lô Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang thuộc Tổng giáo phận Huế. Cùng với 3 giám mục khác, giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn có mặt tại Myanmar để chào đón giáo hoàng Francisco. Ngài cùng đoàn tham gia thánh lễ do giáo hoàng chủ tế tại sân vận động Kiai Kasan vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2017. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 11, Ngài chủ sự thánh lễ bằng tiếng Việt tại Myanmar, với thành phần giáo dân tham dự là những người hành hương và những người lao động gốc Việt tại Myanmar.
Buổi lễ do Ủy ban Mục vụ Di dân Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại địa điểm là Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tham gia chuyến viếng thăm bổn phận Giám mục Esli Mina của Hội đồng Giám mục Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 3 năm 2018. Trong cuộc gặp với Thánh Bộ Phụng Tự Tòa Thánh, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã trình bày về các hoạt động phụng vụ của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, các bản dịch sách lễ Roma và các sách bài đọc. Trong khuôn khổ chuyến viếng thăm, Ngài đã có dịp tiếp kiến Giáo hoàng Francisco vào ngày 5 tháng 3 cùng với các giám mục Việt Nam khác trong hội đồng. Ngày 3 tháng 12 năm 2018, với cương vị Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ấn ký thông báo về việc ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá. 7. Hoạt động phục vụ giai đoạn 2019 đến nay. Các giám mục Việt Nam từ 27 giáo phận họp đại hội lần thứ 14 Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2019. Trong khuôn khổ đại hội, các giám mục đã sắp xếp và bầu chọn nhân sự trong hội đồng. Kết quả, các giám mục chọn giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục đảm trách vai trò Chủ tịch Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ 2019-2022. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tham dự hội thảo 400 năm hình thành và phát triển chữ quốc ngữ trong lịch sử loan báo tin mừng tại Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hội thảo kéo dài trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2019. Trong khung cảnh chào đón chuyến công du của Giáo hoàng Francisco đến Tokyo, Nhật Bản, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cùng hai giám mục khác là Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giuse Nguyễn Chí Linh và Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã có chuyến thăm các giáo dân Công giáo Việt Nam tại Tokyo vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Ngày 8 tháng 12 cùng năm, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn tham dự ngày gặp gỡ cho các giáo dân đang trong tình trạng ly thân, ly dị tại nhà thờ chính tòa Bà Rịa. Trong khuôn khổ sự kiện, Ngài đã chủ sự giờ chầu thánh thể, ban huấn từ, giải đáp các thắc mắc từ những người tham dự. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cho rằng những người đang trong tình trạng ly thân, ly dị, vẫn có thể tham gia các thánh lễ công giáo, cầu nguyện và các sinh hoạt hội đoàn. Ngài cho rằng Giáo hội Công giáo không bỏ rơi và không loại trừ bất kỳ ai và kêu gọi những người đang trong hoàn cảnh trên không nên rời bỏ giáo hội. Trong hoàn cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự đã cho công bố lời cầu nguyện chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 2020. Để nhằm tránh lây lan cũng như phòng chống dịch bệnh, Tòa Giám mục Bà Rịa đã ra hai thông cáo ngày 7 và ngày 21 tháng 3 năm 2020 để điều chỉnh, tạm hoãn các sinh hoạt tôn giáo. Các văn thư nói trên cũng khuyến khích tín hữu cầu nguyện về vấn đề dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan do các cơ quan thẩm quyền yêu cầu và chú ý đến những gia đình khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh. Tiếp nối các văn thư trên, cùng đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhằm thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội, ngày 26 tháng 3 năm 2020, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ấn ký thông báo khẩn. Nội dung thông báo: Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn yêu cầu đình chỉ tất cả thánh lễ tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ, dòng tu trên địa bàn giáo phận từ ngày 28 tháng 3. Ngài yêu cầu các linh mục cử hành lễ riêng tư, cho phép giáo dân đến cầu nguyện và viếng thánh thể tại các nhà thờ. Đồng thời mời gọi các giáo dân tham gia các lễ trực tuyến hàng ngày trên kênh truyền thông giáo phận Bà Rịa. Tiếp nối thư chung của Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, linh mục Giuse Nguyễn Công Luận, văn phòng tòa giám mục đã ấn ký các thông báo điều chỉnh mục vụ công giáo tại giáo phận trong tuần thánh vào ngày 30 tháng 3.
Sau thông báo khẩn ngày 2 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh về việc chọn ngày 4 tháng 4 làm ngày toàn quốc cầu nguyện cho dịch bệnh sớm chấm dứt, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã ra thông báo của Ủy ban Phụng tự nhằm quy định rõ ràng các chi tiết về ngày lễ này. Cụ thể, việc cử hành ngày cầu nguyện được xác định bắt đầu từ chiều ngày 3 tháng 4 đến trước 16 giờ ngày 4 tháng 4. Nội dung thông báo cũng quy định lễ phục và các lời kinh trong thánh lễ cho các linh mục cử hành. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn mời gọi giáo dân tham gia thánh lễ, gia tăng cầu nguyện, thực thi các việc lành, từ thiện xã hội, bác ái. Thông báo được ấn kỳ ngày 3 tháng 4 năm 2020. Sau khi tham khảo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ra thông cáo ngày 8 tháng 5 năm 2020. Nội dung thông cáo là cho phép tổ chức các hoạt động tôn giáo trong giáo phận Bà Rịa và dừng việc truyền hình trực tuyến các thánh lễ công giáo trực tuyến. Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cũng lưu ý giáo dân cần cẩn trọng và có tinh thần trách nhiệm khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Kết thư, Ngài dành lời cảm ơn đến Ban truyền thông giáo phận đã hỗ trợ các hoạt động trong thời dịch. Ngài cũng thông báo việc này lại cho giáo dân trong thánh lễ trực tuyến cuối cùng vào sáng ngày 9 tháng 5. Trong kỳ Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam 15 từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 tại Hà Nội, các giám mục Việt Nam tiếp tục chọn Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đảm trách vai trò Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2025.